Triệu Lệ Dĩnh sau một năm ly hôn, quyến rũ và thành đạt hơn. Triệu Lệ Dĩnh thông báo ly hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong vào năm 2021. Theo Sina, đổ vỡ hôn nhân không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khi cô liên tục đóng phim mới, đắt show quảng cáo. Xuất hiện trên tạp chí Elle Official, Trung Quốc, số tháng 10 năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh mang đến một ngoại hình mới, vừa hoang dại vừa gợi cảm. Bộ ảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán. Nữ diễn viên 8X xuất hiện với mái tóc dù cổ điển, gương mặt trang điểm đậm và cách tạo dáng gợi cảm, không còn là một Triệu Lệ Dĩnh nữ tính và dập khuôn của quá khứ, bà mẹ một con ngày một táo bạo và sáng tạo trong các bộ ảnh thời trang. Nhiều khán giả nhận xét, bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh vừa đẹp trầm lắng, dịu dàng vừa phá cách. Sau khi ly hôn vào năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho sự nghiệp, liên tục có những tác phẩm ghi dấu ấn và hoạt động tích cực trong làng giải trí. Trong vòng 2 năm qua, cô bận rộn với nhiều show truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho các nhãn hiệu. Năm 2021, cô có nhiều bộ phim lên sóng trong năm như Cánh Đồng Hy Vọng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Trong đó, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích khủng dù phim kết thúc đã lâu. Hiện tại, cô đang tham gia diễn xuất kiêm làm giám chế cho phim Giữ Phượng Hành. Liên tục làm mới mình và khẳng định vị thế ngôi sao hạng A Giữ Phượng Hành là sự kết đôi giữa Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Lâm Canh Tân. Đây là dự án phim cổ trang hiếm hoi của cô trong 2 năm gần đây và được khán giả mong đợi. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là cặp đôi từng làm mưa làm gió trong sở kiều truyện, do vậy, ngay từ khi mới thông báo khởi quay, Giữ Phượng Hành đã nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau. Ngoài ra, bộ phim được chờ đón trong năm 2021 của Triệu Lệ Dĩnh Dã Man Sinh Trưởng cũng tung trailer. So với tạo hình trước đó, gương mặt của nữ diễn viên lộ dấu hiệu tăng cân, bầu bĩnh hơn, không ít khán giả tranh cãi về vấn đề này. Theo đó, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là minh tinh hàng đầu Hoa ngữ nhưng cô không ý thức trong việc giữ dáng. Đáp lại sự tò mò của khán giả, Triệu Lệ Dĩnh cho biết, cô thực sự tăng cân khi tham gia Dã Man Sinh Trưởng nhưng đây là vì yêu cầu của vai diễn. Theo nguyên tắc, nữ chính của Dã Man Sinh Trưởng được ghi chép người hơi đầy đặn. Chính vì thế, Triệu Lệ Dĩnh đã cố tình tăng cân để nhập vai. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên cũng không ngại là mới mình, gây dựng hình ảnh một phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Trong mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần từ chối các dự án phim cổ trang, chăm chỉ đầu tư cho những vai diễn hiện đại để thay đổi cái nhìn từ khán giả dành cho mình. Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao Hoa ngữ có xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, nhiều lần bị mỉa mai về ngoại hình và phong cách không hiện đại. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, cô giờ là một minh tinh hạng A và là ngôi sao giàu có nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Trang Netis tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Theo đó, trung bình, mỗi năm, Triệu Lệ Dĩnh thu nhập bình quân mỗi khoảng 100 triệu NDT, khoảng 339 tỷ đồng. Đối với mỗi một bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu NDT, khoảng 101 tỷ đồng. Ngoài ra, khi ký hợp đồng với các thương hiệu, cô cũng thể bỏ túi 10 triệu NDT nam, khoảng 33 tỷ đồng. Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia đầu tư vào 8 công ty và thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Fox bình chọn. Theo Sina, đổ vỡ hôn nhân không ảnh hưởng sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh, cô ngày càng đắt show quảng cáo. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ sau một năm ly hôn, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ, Phùng Thiệu Phong, đã có cải thiện trong thời gian gần đây. Theo nguồn tin của 163, Phùng Thiệu Phong đã dẫn con đến chơi với Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài không có cơ hội gặp gỡ. Phần đông khán giả cho rằng đây là tín hiệu tốt cho thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xác nhận chia tay vào năm 2021 sau gần 3 năm kết hôn. Họ có một cậu con trai chung và khi cặp đôi ly dị, con trai được trao cho Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn thỉnh thoảng dành thời gian về thăm, gần gũi với con trai. Trong thông báo ly hôn, cặp đôi không đưa ra lý do khiến hôn nhân của họ tan vỡ. Tuy nhiên, sau đó, nhiều đồn đoán đã phát sinh như mâu thuẫn giữa Triệu Lệ Dĩnh và gia đình chồng, Phùng Thiệu Phong có người khác, Triệu Lệ Dĩnh tham vọng và không quan tâm tới gia đình. Cả hai nghệ sĩ đều không lên tiếng trước những thông tin này, mạnh tay trừng phạt Anti An để bảo vệ hình ảnh được xem là nữ hoàng giải trí, nữ hoàng rating của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng có khá nhiều Anti An. Để bảo vệ bản thân, cô đã có những hành động mạnh mẽ với những người dùng mạng phát tán thông tin không chính xác, cố tình bôi nhọ hình ảnh của cô. Theo Sohu, luật sư của người đẹp sở kiều truyện cho biết từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 9, ba người dùng mạng đã phải đăng thư xin lỗi nữ diễn viên trên báo theo yêu cầu của tòa. Những người này còn phải chi trả cho phía Triệu Lệ Dĩnh chi phí kiện tụng. Trong thư xin lỗi đăng báo, một người bị xử phạt viết: "Tôi từng đăng trên trang cá nhân nhiều bài viết nhục mạ Triệu Lệ Dĩnh, làm tổn hại danh dự của cô ấy. Tôi vô cùng hối hận về hành vi của mình và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Theo người đại diện của Triệu Lệ Dĩnh, năm 2021, ba người này đăng trên mạng xã hội Weibo các bài viết không đúng sự thật về Triệu Lệ Dĩnh, nói cô ngoại tình, nhân cách tồi, dùng nhiều thủ đoạn xấu xa để tiến thân. Phía diễn viên kêu gọi khán giả không tung tin thất thiệt nhằm xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!